Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 3 tháng 4 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con tham khảo. Trước tiên, kênh xin cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa quý bà con, hôm nay giá mít Thái lại tiếp tục sụt giảm về cái mức giá thấp cách đây 2-3 ngày hả bà con ha? Thì giá chỉ tăng nhẹ vào có một ngày hôm qua thôi, chiều hôm kia về sáng ngày hôm qua. Đó thì sau đó là sụt giảm trở lại. Thì cái tình hình này bà con mình cũng nắm được rồi, Kênh Nhà Nông cũng miền Tây cũng đã chia sẻ là khi nào mà vựa cần hàng thì đẩy giá lên để kéo hàng về. Nhưng nên là chiều hôm qua, chiều cuối ngày 2 tháng 4 hôm qua thì dựa báo là dư hàng. Đó, tức là nó vượt quá cái mức là nhu cầu của dựa rồi, cho nên là giá bị đẩy thấp trở lại nữa ha bà con ha. Thì sáng ngày hôm nay giá vẫn đang nằm ở mức thấp. Thì bà con cũng biết rồi, khi nào mà xe quay đầu về cần hàng thì giá mới lên. Còn khi mà xe đi rồi thì thực sự mà nó lên tới đó nằm chờ không biết khi nào được thông quan. Và cửa khẩu đôi khi cũng gặp nhiều vấn đề trục trặc lắm. Là nó có thể đóng cửa khẩu hoặc là chuyển từ cửa khẩu này sang cửa khẩu kia. Nó rất là khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hiện tại. Cho nên là tình hình giá nông sản của chúng ta vẫn chưa có gì khả quan hơn nha bà con nha. Thì hôm nay ở Tiền Giang kem lớn còn có 10, kem nhỏ là 3. Ở Long An hôm nay thì kem lớn cũng còn 10 ha bà con ha. Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng kem lớn là 9, kem nhỏ là 3 nha bà con nha. Đó, tình hình hiện tại là như vậy, bà con nhớ nắm giá. Và bà con lưu ý giá này là giá anh em thương lái cắt tại vườn nha bà con. Hiện tại thì thị trường bất ổn và lên xuống thất thường, gọi là không biết ngày nào lên, không biết ngày nào xuống, nó rất là khó khăn. Cho nên là giá cả Kênh Nhà Nông Miền Tây báo cho bà con là giá tham khảo chung của một khu vực. Nó còn tùy theo cái địa phương nhỏ nơi bà con đang sinh sống đó, thì do cái mức độ ăn hàng của vựa như thế nào thì giá nó sẽ có sự chênh lệch. Đó, bà con nhớ giùm Kênh Nhà Nông Miền Tây vấn đề này nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.